vai anh tại sao? Có lẽ bởi anh đã làm em không vui, cùng vì anh đã không lắng nghe. Nhưng khi em buồn, để em vội vàng bước đi lạnh lùng. Lần sau cuối xin em thứ tha, mong em đừng khóc. Hãy cho tình yêu hiểu ra, để rồi thêm một lần nữa yêu. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày. Vì anh không muốn mất em lần nữa. Hãy lắng nghe lòng anh, bởi vì khi xa nhau, tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều. Từng ngày cố gắng vượt qua đêm, lúc ấy anh nhận ra có lẽ đã sẽ hướng dẫn cho các bạn ca khúc Hãy Để Anh Yêu Em Lần Nữa, một ca khúc một thời nổi tiếng của nhóm The Man. Đầu tiên bước vào bài hát này thì chúng ta cần biết những hợp âm như sau. Hợp âm đô trưởng, đây ngón cái chúng ta đặt ngay đây, ngón giữa chúng ta đặt ngay đây, và ngón áp út chúng ta đặt ngay đây. Và dây bass nó sẽ là dây số 5. Tiếp theo là hợp âm la thứ, ngón cái các bạn đặt ngay đây, giữa các bạn ngay đây, những ngón út các bạn đặt ngay dưới đây. Đây từ đây đô trưởng chuyển xuống la thứ, vậy dây bass nó cũng là dây số 5. Và hợp âm tiếp theo là hợp âm pha trưởng, đây các bạn có thể bấm pha tắt như thế này cho dễ, nếu các bạn nào không biết bấm hợp âm pha như thế này thì hợp âm pha tắt. Nghe dây số 2, dây số 3, và dây số 4. Bằng pha tắt. Còn chúng ta nên tập hợp âm pha chặn để tiện sau này chúng ta đánh những hợp âm nâng cao thì chúng ta có thể linh hoạt những ngón tay. Đây, mình sẽ nhớ cho các bạn hợp âm pha chặn. Ngón này, chúng ta chặn ngay chỗ này, chặn như dây số 1 và số 2 ngay chỗ này, chặn như dây số 1 và số 2 và ngay phần thịt chỗ này. Chúng ta sẽ bấm như dây số 6 và ngón giữa chúng ta sẽ đặt ngay dây số 3, và hai ngón này chúng ta sẽ đặt như này. Vậy dây bánh sẽ là dây số 6, nghe nó hay hơn, đều hơn là hợp âm pha tắc. Hợp âm tiếp theo là hợp âm son trưởng, ngón giữa các bạn nghe số 5, ngón bút các bạn nghe số 6, và ngón út các bạn đặt nghe dây đây. Hợp âm son trưởng nó đầy đủ, chúng ta bấm như thế này, nhưng mà để đơn giản hóa thì chúng ta bấm như thế này là đủ rồi. Đây vậy dây bánh này dây số 6. Hợp âm tiếp theo là âm mi thứ, mi thứ thì rất đơn giản, ngón giữa chúng ta đặt ngay dây số 5 và ngón áp út chúng ta đặt ngay dây số 4, và dây bass nó là dây số 6. Xong, bây giờ chúng ta bắt đầu vô bài hát. Đầu tiên là phần móc. Chúng ta sẽ móc theo vòng hợp âm là bass 3 2 3 1 3 ba chuyển, ba ba hai ba một, ba hai ba chuyển, ba ba hai ba một, ba hai ba chuyển. Thank you.
anh đã sai. Nước mắt của em đang nhẹ rơi, thấm ướt hết vai anh. Chúng ta hát như vậy chứ không phải chúng ta hát à? Đã có những khi anh đã sai là chúng ta sẽ bị sai nhịp. Nên hát bỏ bắt đầu tiên. Đã có những vừa bấm dây bass xong rồi chúng ta hát. Đã có những khi anh đã sai, nước mắt của em đang nhẹ rơi, thấm ướt hết vai anh. Tại sao? Có lẽ bởi anh đã làm em không vui, cũng vì anh đã không lắng nghe. Nhưng khi em buồn, đây qua phần giọng của Lê Hoàng thì chúng ta lại bấm khác. Chúng ta bấm là bass 3 gặp hai ngón 21 21, bass 3 gặp hai ngón 21 3 bass 3 21 3 bass 3 21 3. Cùng vì anh đã không lắng nghe. Nhưng khi em buồn, để em vội vàng bước đi lạnh lùng. Bên chỉ lùng là chúng ta lại nhấn khác. Để anh vội vàng bước đi lạnh lùng. Cuối xin em thứ tha, mong em đừng khóc. Hãy cho tình yêu hiểu ra, để rồi thêm một lần nữa yêu. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em. Đến phần quạt thì chúng ta lại quạt. Sẽ mãi luôn xuống lên xuống. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em. Xuống lên xuống, chuyển xuống lên xuống. Mà cái xuống đầu tiên thì chúng ta xuống bằng 3 dây bass trên cùng. Còn những cái xuống tiếp theo thì chúng ta xuống bằng 3 dây phía dưới. Thì nghe âm thanh nó rất là sạch và nó không bị bể tiếng. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm em mỗi ngày. Vì anh không muốn mất em lần nữa. Lúc em băng hoàng thì các bạn để tay như vậy thì nó sẽ không bị dưng. Đây. Giờ xuống thì chúng ta xuống bằng phần móng này. Giờ lên thì chúng ta lên bằng phần này. Sẽ mãi luôn yêu em, luôn bên em, quan tâm không muốn mất em lần nữa. Hãy lắng nghe lòng ai, bởi vì khi xa nhau tim anh đau, nhớ đến em rất nhiều. Từng ngày cố gắng vượt qua đêm, lúc ấy anh nhận ra có lẽ đã muộn. Rất là đơn giản. Xuống lên xuống, chuyển xuống lên
xuống chuyển, xuống xuống hạ xuống chuyển. Và phần cuối thì có lẽ đã muộn. Chúng ta đàn như vậy thì nghe nó rất là êm, nhẹ rất là nhẹ. Ok, thì mình đã chia sẻ với các bạn xong ca khúc Hãy Để Anh Yêu Một Lần Nữa, và hy vọng là các bạn tập được bài này, một ca khúc khá là dễ. Chào các bạn.